Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, hôm qua Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã công bố báo cáo tóm tắt đề xuất sửa đổi luật cơ bản về lương thực, nông nghiệp và nông thôn, chính sách nông nghiệp cơ bản của đất nước. Bản tóm tắt nhấn mạnh một hệ thống an ninh lương thực nên được thiết lập trong thời gian bình thường. Theo Hội đồng chuyên gia của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, luật hiện hành được ban hành vào năm 1999, phản ánh nhận thức thấp về các vấn đề an ninh lương thực. Vì trong giai đoạn đó, luật có thể được hình thành dựa trên giả định rằng Nhật Bản có thể nhập khẩu lương thực cần thiết dựa trên sức mạnh kinh tế của nước này. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng mất mùa ngày càng gia tăng do hạn hán, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu, cùng sức mua giảm do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Sau khi sửa đổi luật, chính phủ Nhật Bản cũng dự định đặt mục tiêu cho ngành sản xuất phân bón. Bản tóm tắt cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho lao động nông nghiệp. Dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình dự luật sửa đổi vào phiên họp thường kỳ của Quốc hội trong năm tới. Hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết đang thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga, tạo điều kiện cho các tàu chuyên chở cập cảng ổn định, cũng như giảm giá cước vận chuyển và bảo hiểm. Động thái này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa các quan chức Liên Hợp Quốc và Nga, trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa, thỏa thuận ngũ cốc biển đen sẽ hết hạn. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, quan chức thương mại hàng đầu của Liên Hợp Quốc là bà Rebecca Greenspan đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Shinin trong ngày 9 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc họp diễn ra sau khi Nga cho biết không thấy có triển vọng để tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen do các chuyến hàng chở ngũ cốc và phân bón của nước này gặp nhiều cản trở. Trong những tuần tới, trọng tâm của chúng tôi vẫn sẽ là thực hiện bản ghi nhớ và đạt được các kết quả tích cực trước hạn chót 17 tháng 7 tới theo cam kết đầy đủ của thỏa thuận được ký tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm bản ghi nhớ và sáng kiến biển đen. Ngoài ra, ông Dujarric cũng khẳng định Liên Hợp Quốc kiên quyết hành động vì an ninh lương thực toàn cầu thông qua việc đảm bảo sản phẩm thực phẩm và phân bón thiết yếu tiếp cận được thị trường toàn cầu, sẵn có và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Trước đó, Thứ trưởng Veshinin đã khẳng định quan điểm của Nga là các thỏa thuận đã ký kết và đang có hiệu lực phải được thực hiện đầy đủ. Trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc biển đen, Nga và Liên Hợp Quốc ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Hôm qua, chính phủ Nga đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Chính phủ khắc phục hậu quả lũ lụt do vỡ đập Kakhovka. Hiện nước lũ đã rút tại khu vực vỡ đập, song người dân địa phương vẫn đang thiếu nước sạch. Trang web của nội các Nga cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thay mặt Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban do Phó Thủ tướng Marat Khushnulin đứng đầu, cùng nhiều quan chức cấp cao và đại diện bộ ban ngành liên quan. Cùng ngày, giới chức tỉnh Kherson cho biết, mặc dù nhiều khu định cư cùng nhà cửa vẫn đang ngập trong nước lũ, tuy nhiên mực nước đã bắt đầu rút xuống, từ mức 5,38 xuống mức gần 5 mét. Tổng cộng có gần 2.600 người dân đã được đi sơ tán. Lực lượng cứu hộ vẫn đang gấp rút đi tới từng nhà để cung cấp nước sạch, thực phẩm và tiếp tục tìm kiếm sơ tán người dân. Ước tính hệ thống nước sạch tại đây sẽ chưa thể sử dụng trở lại trong ít nhất là 2 đến 3 tuần tới. Lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Kherson xảy ra do vụ vỡ đập Kakhovka khiến cho hàng chục khu định cư ngập trong nước và có tới 40.000 người ở trong khu vực thảm họa. Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau cố ý phá hủy con đập này. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt và sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe. Iran ngày hôm qua đã bác bỏ tuyên bố của giới truyền thông về việc nước này gần đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Mỹ, đồng thời cho biết thỏa thuận như vậy không tồn tại cũng như không có trong chương trình nghị sự. Trong một tuyên bố, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định một thỏa thuận tạm thời để thay thế thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là không tồn tại và cũng không có trong chương trình nghị sự. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Mỹ cũng phủ nhận nguồn tin trên và gọi đây là thông tin sai sự thật và gây hiểu lầm. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 8 tháng 6 đã trả lời một báo cáo của hãng tin tức trực tuyến Middle East Eye có trụ sở tại London tuyên bố rằng Tehran và Washington đã gần đạt được một thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 tại Viên Áo, song chưa đạt được đột phá nào sau vòng đàm phán gần đây nhất vào đầu tháng 8 năm ngoái.
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện và thu giữ 1 tỷ đô la Mỹ tiền giả ở thành phố Istanbul, đồng thời bắt giữ 6 người có liên quan đến hoạt động trên, trong đó có 4 người nước ngoài. Đây cũng được xem là vụ vận chuyển tiền giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng thị trưởng thành phố Istanbul cho biết các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của các nghi phạm đến một nhà kho ở quận Karaköy của Istanbul, nơi họ thu giữ các tờ 100 đô la Mỹ giả chuẩn bị được chuyển đến các nước châu Phi. Trong số 6 đối tượng bị bắt giữ có một người mang quốc tịch Ghana và 3 công dân Thụy Điển. Cảnh sát và lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, đồng thời tịch thu tiền mặt và đồ trang sức của các đối tượng này. Lãnh sự quán Thụy Điển và Ghana đã được thông báo về vụ việc. Văn phòng thị trưởng thành phố Istanbul cũng khẳng định đây là vụ vận chuyển tiền giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 6 cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố về 37 tội danh sau khi ông cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng hồi năm 2021. Trong một thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã xử lý sai các tài liệu được phân loại, bao gồm thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và những lỗ hổng trong chiến lược quốc phòng của nước này trong trường hợp bị tấn công. Bộ trên nhận định việc cất giữ và tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro và nguy cơ đối với an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ. Dự kiến cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra hầu tòa tại tòa án Miami vào ngày 13 tháng 6 tới. Theo các công tố viên, nếu bị kết án, ông Trump có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam vì tội cản trở công lý. Trước đó, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vào gần một năm trước. Trong số đó có 100 hồ sơ được đánh dấu mật, dù một luật sư của ông Trump khẳng định tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 9 tháng 6, một đám cháy đã bất ngờ bùng phát tại công trình xây dựng thuộc một trung tâm mua sắm mới ở thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, gây ra tiếng nổ lớn với cột khói đen. Vụ việc đã khiến hai người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do bình ga trên mái nhà phát nổ. Nhà chức trách khuyến cáo người dân gần hiện trường đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Hiện nguyên nhân của sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trong khi đó, tại Cuba, bão lớn những ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và Đông nước này. Truyền thông sở tại cho biết nước lũ tại các con sông dâng cao đã làm sập nhiều cây cầu ở vùng nông thôn và cô lập một số ngôi làng. Ước tính khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Hiwani, nơi vẫn chưa có điện và nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp sau khi nước sông tràn bờ. Cơ quan khí tượng Cuba cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong 2 ngày tới. Cũng trong ngày 9 tháng 6, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo 4 trẻ em người bản địa mất tích trong vụ tai nạn máy bay xảy ra từ hôm 1 tháng 5 đã được tìm thấy còn sống sót sau hơn 1 tháng phải lang thang trong rừng nhiệt đới Amazon. Các em nhỏ nói trên là người bản địa Uitoto có độ tuổi từ 1 đến 13, đã phải lang thang trong rừng trong 40 ngày sau khi chiếc máy bay Sena 206 chở các em bị rơi. Khoảng 160 binh sĩ và nhiều nhóm người địa phương đã tham gia tìm kiếm các em nhỏ này. Quân đội cũng đã tìm thấy thi thể của 3 người trưởng thành tại khu vực hiện trường, nơi chiếc máy bay xấu số đã rơi xuống. Sáng nay, một đường băng của sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã phải đóng cửa sau khi xảy ra một vụ va chạm giữa 2 máy bay trên đường băng. Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ sáng mùng 10 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 8 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, khi máy bay của hãng hàng không Thái Airways của Thái Lan và Eva Airways của Đài Loan, Trung Quốc va chạm. Vụ việc đã khiến một trong 4 đường băng của sân bay Haneda là đường băng A bị phong tỏa. Hiện chưa có thông báo về thương vong của vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hai máy bay hiện vẫn đang dừng đỗ tại khu vực đường băng. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết một phần cánh máy bay của hãng Thái Airways dường như đã bị gãy do va chạm và các mảnh vỡ nằm la liệt dưới đường băng. Do ảnh hưởng của sự cố, một số chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay này đã bị hoãn. Sân bay Haneda là một trong 2 sân bay quốc tế ở vùng thủ đô Tokyo. Haneda chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa đến và đi từ Tokyo, cũng như các chuyến bay thuê chuyến tới nhiều điểm đến tại Đông Á và Đông Nam Á. Trong bối cảnh nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới phải đối mặt với vấn đề tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường và không khí,
công nghệ tự lái là một phần giải pháp tốt cho cả khí hậu và con người. Chính bởi vậy, thành phố Stockholm, Thụy Điển đã chính thức đưa vào triển khai phà điện tự hành đầu tiên trên thế giới. Phà điện tự lái có tên MFS Stanley bắt đầu được khai thác từ mùng 8 tháng 6 và chính thức chở khách trên những tuyến ngắn khoảng vài trăm mét giữa các đảo ở Stockholm từ ngày 12 tháng 6. Phà điện tự lái trang bị radar, camera và các hệ thống siêu âm và quét laser có khả năng tổng hợp dữ liệu để điều khiển đường đi. MFS Stanley dài 10 mét, trị giá 1,6 triệu đô la Mỹ và chở được 30 hành khách. Mỗi vé đi phà có giá khoảng 3 đô la Mỹ. Phà MFS Stanley nằm trong dự án hợp tác công tư và được EU tài trợ một phần nhằm tạo ra những phương tiện giao thông bền vững trong đô thị và khuyến khích cộng đồng thực hiện lối sống xanh. Tiến sĩ Joseph Dituri, nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu y học, đã chính thức hoàn thành mục tiêu trở thành người sống lâu nhất dưới nước với 100 ngày tại bang Florida của Mỹ. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, nhà thám hiểm đại dương, đồng thời là nhà nghiên cứu y học, tiến sĩ Joseph Dituri đã quay trở lại đất liền sau khi vượt qua 100 ngày sống dưới đáy một đầm phá sâu 9 mét ở Key Largo thuộc quần đảo Florida Keys, Florida, Mỹ. Khi bước lên đất liền, anh ấy đã được chào đón bằng những tràng pháo tay và cổ vũ từ đội hỗ trợ của mình. Tôi cảm thấy hơi ấm của mặt trời và tôi cảm thấy biết ơn. Một số nghiên cứu hàng ngày khi sống dưới nước của Dituri liên quan đến việc theo dõi phản ứng cơ thể mình khi tiếp xúc lâu dài với áp suất cực lớn và môi trường biệt lập. Thông tin có thể hữu ích cho các nhiệm vụ hàng hải ở biển sâu trong tương lai. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là để phá kỷ lục. Tôi muốn tìm hiểu cách mở rộng khả năng chịu đựng của con người đối với thế giới dưới nước, tăng cường khả năng chịu đựng của con người đối với một môi trường khắc nghiệt, bị cô lập, hạn chế. Tiến sĩ Joseph Dituri đang tham gia thử nghiệm khoa học có tên là dự án Neptune 100, được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Tài nguyên Biển. Theo truyền thông địa phương, hôm 13 tháng 5 trước đó, ông Joseph Dituri đã phá kỷ lục thế giới với 74 ngày sống dưới nước. Kỷ lục trước đó được ghi nhận hồi 2014 là 73 ngày.